Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 3 của trang web olomer.vn. Ở những bài giảng trước, các con đã biết cách gấp một số lên một số lần. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm cách xem giảm một số đi một số lần thì tính như thế nào. Trước tiên, chúng mình cùng quan sát hình ảnh này. Ở đây có một người thợ xẻ gỗ. Tình huống đặt ra là một tấm gỗ dày 8cm được chia đều thành 4 tấm. Thế thì khi đó, bề dày tấm gỗ sau khi xẻ sẽ bằng bề dày của tấm gỗ ban đầu, giảm đi 4 lần. Vậy giảm đi 4 lần là như thế nào và chúng ta sẽ tính toán ra sao? Thì ngay bây giờ cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu. Cô có bài toán như sau. Đoạn thẳng AB dài 8 cm. Độ dài đoạn thẳng AB giảm 4 lần thì được độ dài đoạn thẳng CD. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu cm? Trước tiên các con cùng cho cô biết bài toán cho gì và hỏi gì? À đúng rồi, chúng mình thấy ngay là bài toán cho AB bằng 8 cm và CD giảm 4 lần so với AB. Đề bài cần chúng ta tìm độ dài của đoạn thẳng CD. Vậy ở đây các con sẽ làm như thế nào? Chúng mình sẽ cùng suy nghĩ. Đầu tiên ta có thể dựa vào hình minh họa. Độ dài đoạn thẳng AB là 8cm như thế này. Độ dài đoạn thẳng AB giảm 4 lần thì được độ dài đoạn thẳng CD. Như vậy nếu lấy độ dài của đoạn thẳng AB chia thành 4 phần bằng nhau thì độ dài của đoạn thẳng CD là 1 phần như thế. Vậy thì theo các con, chúng ta sẽ sử dụng phép tính như thế nào để tính độ dài của đoạn thẳng CD? À đúng rồi, chúng mình sẽ phải thực hiện phép chia mà cụ thể là lấy 8 chia cho 4. Vậy thì từ đây ta sẽ trả lời được như sau. Đoạn thẳng CD sẽ dài số cm là chúng ta lấy 8 chia 4 bằng 2 và đáp số là 2 cm. Chúng các quan sát phép tính này 8 là độ dài của đoạn thẳng AB, 4 là số lần bị giảm đi và 2 chính là độ dài của đoạn thẳng CD. Vậy là từ đây chúng ta có nhận xét là muốn giảm một số đi một số lần, ta phải lấy số đó chia cho số lần. Chúng mình nhắc lại, muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần. Để nhớ hơn nhận xét này, các con cùng làm ví dụ sau đây. Rất chính xác. Khi giảm 12 đi 3 lần thì chúng ta sẽ được bằng cách thực hiện phép chia 12 chia 3 bằng 4. Như vậy, 12 giảm đi 3 lần sẽ được 4. Hay ở đây giảm 30 đi 6 lần thì chúng ta sẽ lấy 30 chia 6, kết quả sẽ bằng 5. Cô nhắc lại, muốn giảm một số đi một số lần, chúng ta phải lấy số đó chia cho số lần. Ngược lại với việc gấp lên, khi gấp lên thì chúng ta phải nhân, còn khi giảm đi thì chúng ta phải chia. Các con lưu ý là chúng mình phải phân biệt được đây là giảm đi một số lần thì chúng ta thực hiện phép chia, còn giảm đi một số đơn vị thì chúng ta sẽ phải sử dụng phép tính trừ. Chúng mình phân biệt hai cái này nhé. Ngay bây giờ cô cho mình cùng làm bài tập. Bài đầu tiên hãy điền số thích hợp vào bảng Bảng này có hai hàng, hàng đầu tiên người ta đã cho sẵn các số. Hàng thứ hai là kết quả khi ta giảm số đã cho đi 4 lần. Cô lấy ví dụ, 24 mà giảm đi 4 lần thì chúng ta chỉ việc lấy 24 chia 4 kết quả bằng 6. Tương tự thế này, chúng mình cùng điền số và các dấu hỏi chấm còn lại. À đúng rồi, 16 giảm đi 4 lần thì chúng ta lấy 16 chia 4 kết quả bằng 4. Tiếp theo 20 giảm đi 4 lần thì chúng ta lấy 20 chia 4 bằng 5, 32 chia 4 bằng 8 và 36 chia 4 bằng 9. Đó chính là các số mà ta cần hoàn thiện vào bảng này. Ở bài thứ 2, ngày hôm trước một cửa hàng bán được 18 bộ bàn học thông minh, ngày hôm sau số bộ bàn học bán được giảm 2 lần so với ngày hôm trước. Hỏi ngày hôm sau cửa hàng đó bán được bao nhiêu bộ bàn học thông minh? Chúng ta cùng xem là đề bài cho gì và hỏi gì. Đề bài cho là ngày hôm trước cửa hàng này bán được 18 bộ bàn học thông minh. Ngày hôm sau thì số bộ bàn học bán được đã giảm 2 lần so với ngày hôm trước. Và đề bài hỏi là ngày hôm sau cửa hàng đó bán được bao nhiêu bộ bàn học thông minh. Như vậy, số đã cho là 18, số này được giảm đi 2 lần. Vậy thì muốn tìm số bộ bàn ghế bán được ngày hôm sau, chúng ta sẽ phải lấy 18 chia cho 2. Dựa vào gợi ý này, các con hãy đưa ra lời giải. À đúng rồi, chúng mình có. Ngày hôm sau, cửa hàng đó bán được số bộ bàn học thông minh là ta lấy 18 là số bộ bàn học ngày hôm trước, chia cho 2 là số lần bị giảm đi. Kết quả là 9 bộ và đây là đáp số của bài toán này. Vậy là khi biết tính một số giảm đi một số lần, các con cũng có thể áp dụng vào để giải các bài toán có lời văn. Ngay bây giờ, cô cho mình cùng làm bài tập vận dụng. Trong một hội trợ sách thì buổi sáng một quầy hàng đã bán được 30 giỏ quà sách. Buổi chiều số giỏ quà sách bán được giảm 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều, quầy sách đó bán được bao nhiêu giỏ quà? Đây chính là một giỏ quà sách. Đầu tiên các con đọc đề bài và cho cô biết đề bài cho gì và hỏi gì. Chính xác, đề bài cho là buổi sáng quầy bán được 30 giỏ, buổi chiều số giỏ bán được giảm 3 lần so với buổi sáng. Đề bài hỏi là buổi chiều quầy sách bán được bao nhiêu giỏ quả sách? Ta thấy ngay là số giỏ buổi sáng giảm 3 lần thì bằng số giỏ buổi chiều. Vậy thì các con sẽ tính số giỏ buổi chiều như thế nào? À đúng rồi, chúng mình sẽ phải lấy tổng số giỏ buổi sáng chia cho số lần. Vậy lời giải của bài toán này ra sao? Hoàn toàn chính xác. Chúng ta có câu trả lời là buổi chiều quầy sách bán được số giỏ qua sách là ta lấy 30 chia cho 3. Kết quả ở đây là 10 giỏ và đó chính là đáp số của bài toán này. Như vậy, ở bài giảng ngày hôm nay, cô Huyền đã hướng dẫn các con cách tìm khi biết một số giảm đi bao nhiêu lần. Muốn giảm một số đi một số lần, ta lấy số đó chia cho số lần sau khi xem xong bài giảng chúng mình hãy làm phần luyện tập để củng cố kiến thức cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo của olemer vn